Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đức Dũng. Tối ngày 23 tháng 8 vừa qua, Đảng Cộng Hòa có tổ chức cuộc tranh luận đầu tiên cho cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng này. Diễn ra năm tới và trước khi có đại hội, họ tổ chức cái chuyện mà gọi là tranh luận cho 8 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ở tại thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin. Thì có 8 người mà không có ông Trump. Không ông Trump, đã nói tại sao không ông Trump. Thì trong 8 người này, chúng ta có thể thấy đầu tiên là ông Ron DeSantis, là thống đốc của tiểu bang Florida. Rồi bà Nikki Haley, cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina và cựu đại sứ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ông Chris Christie, cựu thống đốc tiểu bang New Jersey. Rồi bên trái vị ông đen đen là thượng nghị sĩ Tim Scott của tiểu bang South Carolina. Rồi bên bìa phải á, quý vị thấy không, mà đen đen đó là một doanh gia tên là Vivek Ramaswamy. Rồi ở dưới cuối cùng bên tay trái quý vị thấy là Chris Christie. Rồi kế đến là ông Mike Pence, là cựu phó tổng thống Hoa Kỳ với tổng Trump. Kế ông Mike Pence đó là ông Doug Burgum, là thống đốc tiểu bang North Dakota. Và cuối cùng bên tay phải hàng dưới là ông Asa Hutchinson, là cái Hutchinson, xin lỗi vị, cựu thống đốc tiểu bang Arkansas. Đó, 8 người. Họ mời ông Trump, Trump không tham dự. Trump bảo, ôi, mấy anh thua tôi tới hàm mấy ba chục điểm mà tôi đâu thèm. Tôi mà lên ngồi mấy anh là mấy anh ăn theo, mấy anh hưởng cái gọi là hào quang của tôi không được. Không chơi cái đó, thấy không? Để cho 8 anh chị là muốn nói gì mấy anh nói, mấy anh chị nói. Thì thay vào đó, vào cái ngày 23 tháng 8, ông Trump tung ra cái video mà đã thâu trước, là do cái ông Tucker Carlson từng làm đại Fox phỏng vấn ông. Đó. Ông tung là đúng ngày đó luôn, ngày 23 tháng 8 luôn. Đây, coi cuộc phỏng vấn. Thì nhiều người cho rằng là ông Trump ông tẩy chay. Và bây giờ ông nói luôn, sắp tới còn mấy vụ sau là tôi không tranh luận nữa. Người ta không biết là ông tẩy chay hay là ông kẹt giờ không đi được thì không biết. Nhưng mà ban đầu người ta không nghĩ là ông tẩy chay, mà sau đó thì mới thấy là ông thông báo là gì. Ngày hôm đó ông cũng đưa cái video ra luôn, đâm ra rõ ràng là ông chơi rồi nhỉ. Bởi vì ông đưa ra người ta coi ông nhiều hơn là coi 8 người kia, coi ông hấp dẫn hơn. Cái nhóm MAGA mà ông là phải coi ông rồi, không coi mấy bây giờ 8 người kia nó gọi là Cộng hòa giả cày, không tin nữa rồi. Đó. Thì trong cái nội dung của hai cái chương trình này như thế nào? Thứ nhất là cái nội dung của ông Trump á, thì thưa quý vị coi quý vị biết đó, chẳng có gì mới á. Ông lại nhắc lại cái chuyện bầu cử năm 2020, ông bảo là gian lận. Gian lận và gian lận. Rồi ông khen ngợi những người tham gia cuộc bạo động ngày 6 tháng Giêng 2021 vào Quốc hội. Thì trong cái lập luận đầu tiên của ông Trump mà nói bầu cử gian lận, là ông tiếp tục ông cứ nói tới nói lui là bầu cử gian lận, bầu cử đánh cắp, vân 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 vân. Tôi có quyền tôi thách thức những cái gì mà tôi không tin. Đó. Tôi tin là bầu cử bị gian lận thì bây giờ tôi còn thách thức. Mà tôi thách thức như vậy bây giờ mấy anh đi, mấy anh truy tố tôi. Đó, tầm bậy. Nhưng mà ông Trump nói tầm bậy luôn. Ông Trump nói tầm bậy. Tại vì sao? Ở Mỹ này không ai mà bị cản hết. Anh có quyền anh kiện lên, anh không hài lòng những cái quyết định gì, những kết quả, những quyền anh kiện cáo. Mà ông Trump thiếu gì tiền, ông kiện, ông xưa ông hay đi kiện lắm. Và trong vụ kết quả bầu cử năm 2020 là ông kiện tới 62 vụ kiện, thua 61 vụ. Làm sao gọi gian lận được nữa. Tức là anh được cái phương tiện đó rồi, bây giờ anh còn muốn cái gì nữa. Bồn cũ sẵn lại. Đó là chưa kể cái ông William Barr là bộ trưởng tư pháp của ông, bảo là ông ơi, ngài ơi là ngài không có gian lận đến độ ảnh hưởng kết quả bầu cử đâu, ngài thua rồi. Hay là như ông Christopher Crabb là cái ông mà cũng được ông Trump bổ nhiệm đặc trách an ninh mạng của Bộ Nội an. Trong suốt cuộc bầu cử ông theo dõi, ông bảo đây là bầu cử năm 2020 là bầu cử an toàn nhất trong lịch sử của Mỹ. Nhưng mà ông Trump vẫn cứ nói, thành ra là ông nói không có gì mới hết. Cũng rích 6 tháng Giêng mà bầu cử gian lận là điểm lại, nhưng mà ông nói đó là có mục đích. Ông cứ gieo đầu người ta là bầu cử gian lận, Biden không phải là tổng thống hợp pháp.
Còn 8 người kia thì người ta nói cái gì? Thưa quý vị, 8 người này 2 tiếng đồng hồ thất bại hoàn toàn. Lãng phí thời gian của người dân Mỹ coi. Họ không dám chỉ trích ông Trump, dù biết rằng ông Trump phạm tội. Ông Trump nghĩa là rất nhiều tội, bị truy tố hình sự 4 lần. Ở đây tôi mở ngoặc cái xíu, chắc có một số quý vị coi bảo ông Trump cũng chưa có tội mà. Làm sao nó có tội sẽ đúng. Chỉ khi nào mà anh ra tòa chứng minh là có tội thì mới là có tội. Thế nhưng mà có những trường hợp khác. Ví dụ như ông Hunter Biden, con ông Biden, hay là ông Biden chưa gì, bây giờ tôi thấy nhiều người nói là có tội, mặc dù chưa ra tòa ngày nào ấy. Mới ra có dàn xếp không được, chưa ra tòa xử. Thấy không? Ở Mỹ thì quý vị nhớ, quý vị coi ấy, là đừng có nghe bán tin đẻo, nói ông này có tội bà kia. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Cứ đi nghe tin đẻo, trình nó thấp lắm, siêu thấp luôn. Quý vị nhớ cái ông Brian Kemp, thống đốc của tiểu bang Georgia. Ông bảo ông Trump bảo bầu cử năm 2020 gian lận, ông bảo cho đến giờ phút này gần 3 năm trời rồi, chưa ai có bằng chứng nào chứng minh bầu cử năm 2020 tại Georgia là gian lận. Bằng chứng mà dưới lời hữu thệ nha, tức là anh ra ngon ra tòa anh khai thì đây là tôi thề này, đây là bằng chứng này, có thật nè. Nếu mà sai chỗ ở tù có dám không? Không có anh nào dám hết. Toàn lên mạng nói, lên mạng viết, lên Facebook viết, ôi trời, lên Twitter, ách, viết tầm bậy tầm bạ, rồi những người khác đọc vô cứ tin như kinh tin kính. Tôi mở ngoặc cái, nhiều khi hỏi ông email rồi, ông Dũng sao ông không nói chuyện ông Hunter Biden, ông tối nay ông nói ông Donald Trump. Donald Trump rành rành như đó, mặc dù là chưa xử xong, nhưng mà ít nhất là bây giờ là đã bị mất sót rồi, vô tù chụp hình rồi, thấy không? Vô được cái hàng gọi là với những kẻ gọi là gì, bạo loạn, những kẻ gọi là phá hoại an ninh trật tự, những kẻ khủng bố, đó, vô được cái hàng đó rồi, mặc dù chưa có tội. Có mất sót, đó, chụp hình, lấy dấu tay, khai lý lịch, đo chiều cao, cân nặng, mà cân nặng là ăn gian nữa, tôi nói gì mà ăn gian nữa đó. Trở lại với những cái ứng cử viên mà 8 người đó, thì khi mà họ biết là ông Trump là một người đang phạm tội, mặc dù chưa có được kết luận, trong cái buổi hôm đó, cái người điều khiển chương trình hỏi là nếu ông Trump mà, tức hơn một tiếng đồng hồ sau mới nhắc nha, một tiếng đồng hồ đầu nói vớ vẩn, lát tôi kể quý vị nghe. Nhưng mà khi mà nói ông Trump á, hỏi chứ nếu ông Trump bị kết tội, quý vị có ủng hộ, có bầu không? Thì trong 8 người, 6 người giơ tay. Chỉ ông Chris Christie và ông Asa Hutchinson là không giơ tay. Hỏng. Thì ông Trump biết trước rồi. Ông Trump nó tự bay đó. Tự bay hết đó. Tại trong đây nhỏ đó. Nhỏ hơn ông hết đó. Không có cửa làm tổng thống. Thế không? Chính chưa soạn tội như thế này đấy mà còn đi ủng hộ nữa. Ông Christie và ông Asa Hutchinson thì không. Nhưng mà 6 người kia, ví dụ bà Nikki Haley vừa hỏi giơ tay lên liền ủng hộ, cho dù bị kết tội, phạm tội, cho dù là một tội phạm vẫn ủng hộ. Bệnh nặng này, bệnh quá nặng. Bệnh cái gì nữa tôi kể tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Cảm ơn quý vị đứng màn hình của đài truyền hình ST. Sau đây chúng tôi trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về câu chuyện ngày 23 tháng 8 vừa qua. Đảng Cộng Hòa tổ chức cuộc tranh luận đầu tiên với các ứng cử viên tổng thống của đảng. Ông Trump không tham dự. Vào giờ đó ông Trump cho phát lên câu đoạn. Ông trả lời phỏng vấn lúc Tucker Carlson. Còn 8 người này, 7 ông 1 bà ra tranh luận với nhau, mà tôi thấy tranh luận dở quá. 2 tiếng đồng hồ lãng phí thời gian. Thứ nhất là vẫn còn ủng hộ ông Trump. Ủng hộ ông Trump thì đang cử làm gì nữa? Kiểu cái ông
Ramaswamy còn nói nữa, ông Trump là tổng thống xuất sắc nhất trong thế kỷ 21, và đó là sự thật. Thấy không? Xong rồi. Xong Văn Hàn. Còn cái ông Ron này sẽ tiếp còn tệ nữa. Là một ngôi sao tưởng đâu thay thế ông Trump. Nhưng mà sau khi thắng cử chức thống đốc Florida rồi, đi quá đà, cấm phá thai, rồi cấm sách trong trường học, rồi sửa đổi này kia, còn đi bắt cóc di dân để mà đem qua Massachusetts. Quý vị nhớ vụ mà bắt 50 di dân Venezuela chở bằng hai chiếc máy bay qua Massachusetts. Bây giờ bị công cảnh sát trưởng Besa County ở bên Texas đang điều tra đó. Và có thể nay mai không chừng bị truy tố, có thể bắt cóc người không chừng. Mà bây giờ hôm 23 tháng 8 lên nói vớ vẩn, chẳng nói được cái đường lối chính sách gì cả. Lên toàn tấn công Biden, chúng ta phải dẹp Biden, chúng ta phải dẹp Biden. Mà không dám tấn công Donald Trump, trong khi Donald Trump là bị 4 cái tội hình sự. Hỏng. Hỏng. Không một anh nào dám tấn công Trump. Cho nên vì lý do tại sao họ không dám tấn công Trump thì quý vị biết rồi. Họ sợ cử tri MAGA. Mà như vậy nó cho thấy là gì? Mấy anh, mấy chị này là coi như là chỉ có gọi là không xứng đáng làm lãnh đạo. Lãnh đạo là phải có cái gất, phải can đảm như ông Trump, ông nói thẳng luôn, chả sợ ai hết. Nên nhớ không phải bây giờ ông có MAGA mới ông mới ngon nè. Trước đây khi có, chưa có MAGA, ông ra năm 2015, ứng cử 2016, ông cũng nói thẳng thừng luôn. Mấy này không dám nói. Mấy anh, mấy chị này không dám nói. Hỏng. Và người ta nghi là cái ngày 23 tháng 8 vừa rồi đó, là các anh các chị lên trình làng để muốn làm ứng cử viên phó tổng thống cho ông Trump. Bởi vì trước đây ông có nói một câu đó, tôi chọn phó tổng thống tôi sẽ chọn trong những người mà đối thủ thua tôi trong primary. Coi xong tranh luận để làm cái gì? Bởi vì ông Trump ông tẩy chay là đúng, ông không tham dự là đúng. Tôi thắng rồi, tôi tại sao tôi phải lên tôi nói chuyện với quý vị? Mà bây giờ tôi đang bị truy tố 4 vụ, lên là ông Asa hết trên sân lộng hâm rồi đó. Ông mà lên tranh luận là tôi sẽ đóng vai trò công tố viên, tôi truy tố ông những cái chuyện khác. Trông ngu sao ra. Đúng không? Mà ông không ra cũng không ai dám nói gì, ông vẫn ủng hộ ông là tôi xong rồi. Tự quý vị nộp mạng rồi, tự quý vị thiệp rồi, đánh bài cái viết bài xì rách rồi. Rút đủ tuổi là lủng, gọi là cái gì? Nó gọi là cái gì, quên mất, quá tuổi đó. 21 tuổi, 21 là đủ, quá ngoắc à. Thiệp bài đó. Gọi là thiệp rồi. Quý vị thấy không? Coi như là trong cái cuộc tranh luận ngày 23 tháng 8 vừa qua, cái người có lợi là ông Trump chứ không phải 8 người kia. Nhưng mà có người có lợi hơn nữa, không phải là ông Trump mà là ông Biden. Ông nói rồi, xong rồi. Đối thủ của tôi sẽ là Donald J. Trump. Thấy chưa? Ông vui. Thì cũng lúc ông ở lại Idaho, người ta hỏi ông, các phóng viên hỏi ông là ông nghĩ sao về cái cuộc tranh luận của Đảng Cộng Hòa tối 23 tháng 8, bảo tôi lên chả thấy ai nói chính sách kìa đó. Toàn tấn công tôi với lại là nói tấn công qua lại, không ai nói được một chính sách là sẽ làm cái gì, cái gì, cái gì. Mà lặp lại những cái chuyện mà cũng rích, ai cũng biết, không bao giờ giải quyết được nào. Phá thai, di dân, súng không dám nói rồi. Rồi môi trường, đồng tính, những chuyện mà không ai giải quyết nữa. Quý vị biết di dân á, là từ thời ông Ronald Reagan tới giờ đó, bao nhiêu rồi? Hơn 40 năm rồi, nước Mỹ này chưa giải quyết được di dân. Ngày nào cũng có hàng ngàn người đi vào biên giới Mỹ, cái bất hợp pháp. Mà nước Mỹ giờ có 11 triệu người bất hợp pháp ở đây cũng không giải quyết được luôn. Phét lác ấy. Ông Biden cũng bảo mấy anh chả dám nói, anh nào nói ra chính sách sẽ làm gì giải quyết đi. Rồi ông mới chọc quê bảo, đó, bây giờ mấy anh làm đi. Tại sao tranh luận mấy anh không nói là mấy anh tạo ra được mười mấy triệu việc làm đi, giống như tôi nè. Bây giờ lạm phát xuống có 3 chấm mấy nè, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là có 3 chấm mấy à. Có anh nào làm được không? Đó, không thể nói. À, tất nhiên những người bảo, ôi, ông Biden từ ngày lên giá xăng tăng rồi này kia các thứ. Nó toàn bán than không ơi, rồi bảo là lạm phát tăng. Tôi thấy người ta đi chơi vẫn đều đều, đi chơi rồi đi bão nữa. Cứ thử ra buôn xa biết này. Trời ơi, quán nào thấy cũng đông.
ra đường thử ngày thường bây giờ đi cũng kẹt, cũng kẹt mà còn chết nữa. Sao ra đời sống khó khăn, giá đất đỏ ba đần lên nghĩa là làm hư hại nhiều quá mà sao bà con cứ ra đường đi chơi. Ôi trở về Việt Nam thì xoạch. Tôi có tới có lùi mấy người quen tôi cứ lâu lâu thấy vắng người không đến chỗ làm đâu rồi, đi Việt Nam mà. Bây giờ làm kinh tế xuống quá, chán quá, không ở Mỹ tôi đi Việt Nam chơi. Tức là thưa quý vị thấy không? Trong cái cuộc tranh luận ngày 3 tháng 7, 8 người đó là coi như thua. Không làm gì được ông Trump ấy. Không thể nào vượt qua nổi ông Trump. Ngu sao mà ông ra tranh luận với người này. Và ông nói luôn bây giờ tôi không tranh luận nữa. Thế tự nhiên đưa cái anh, có cái anh thống đốc mà lên cũng ngồi nói anh thống đốc của sao là cô đà. Ông là tôi không biết tên cho tôi nhìn cái tên. Đức Bơ Gâm, không ai biết Đức Bơ Gâm là ai hết. Đức Bơ Gâm là ai, không ai biết. Còn ông Tim Scott còn tầm bậy nữa. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ông bảo là gì không? Tôi mà đắc cử tổng thống á, là tôi sẽ đuổi cái ông Merrick Garland là bộ trưởng tư pháp liền. Ủa ông đắc cử xong phải tuyên thệ chứ. Tuyên thệ làm tổng thống luôn, tuyên thệ xong Merrick Garland từ chức ông lui rồi còn gì nữa, ông đâu được ông đâu ở đó đợi để ông đuổi. Cái gì thấy không? Một thượng nghị sĩ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một ứng cử viên tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Xin lỗi, kiến thức của thua ông Đỗ Dũng. Không phải tôi nói là tôi hay. Quý vị có thua cả quý vị luôn. Quý vị thấy không? Anh phải đắc cử tổng thống đã. Anh đắc cử cái dàn nội các anh vẫn làm việc. Cho tới ngày anh tuyên thệ nhậm chức. Trước khi tuyên thệ nhậm chức là anh chọn cái dàn nội các mới để chuẩn bị thay thế. Nhưng mà anh chưa thay thế được. Ngày 20 tháng Giêng anh tuyên thệ nhậm chức xong. Thì cái dàn nội các đó nó mới nghỉ, nó đi ra. Thấy không? Anh muốn thích giữ ai ở lại thì giữ, còn không là nó nghỉ, rút lui hết. Chỉ có những anh còn lại là quyền bộ trưởng thôi. Rồi bắt đầu anh vô, anh mới đề cử những người khác vô. Được Thượng viện chuẩn thuận, anh mới có nội các mới. Ông bảo tôi đã cử tổng thống lên, tôi đuổi ông. Merrick Garland, ông Tim Scott, ông ra ứng cử chi quyết nữa. Luật nước Mỹ ông chưa rành. Nhưng mà chung quy ra, ông Biden nhiều phần sẽ đối đầu với ông Donald Trump. Biden mừng lắm. Chứ đối đầu mấy người này bà đàn chết. Đối đầu, điều đó không nghĩa là bà đàn ông thắng. Không chắc. Nhưng mà ông cảm thấy an tâm hơn. Và ông cũng đấu lại với ông Trump thích hơn. Điều đó từng thắng năm 2020 rồi. Và trong hai ông già thì không biết tại sao ông già nào chưa biết. Nhưng mà đó là cái câu chuyện đáng chú ý trong tuần. Gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Theo dõi chương trình, chúng tôi xin lại quý vị vào những kỳ sau.